chọn Hyundai Tucson 2.0 xăng đặc biệt hay Toyota Corolla Cross 1.8 về. Thứ nhất, về ngoại thất. Nếu Corolla Cross sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, phong cách và dễ luồn lách khi đi phố nhờ bán kính vòng quay nhỏ hơn, thì Tucson có phần mạnh mẽ và cá tính hơn. Thứ hai, về nội thất. Mặc dù là phong cũ nhưng Tucson vẫn ghi điểm hơn nhờ không gian bên trong thoáng hơn hẳn so với đối thủ. Đồng thời, thể tích khoang hành lý của Tucson cũng lớn hơn. Thứ ba, khả năng vận hành. Tucson có công suất lớn hơn, cho khả năng vận hành linh hoạt hơn và bốc hơn. Bên cạnh đó, mức tiêu hao nhiên liệu của Cross cũng tiết kiệm hơn. Thứ tư, về an toàn thì Toyota Corolla Cross chiếm ưu thế hơn vì sử dụng gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense. Thứ năm, chi phí bảo dưỡng và thay thế, phần này Toyota Cross chiếm ưu thế hơn. Cả hai chiếc xe này đều sản xuất năm 2021. Tại Bica, giá của chiếc Toyota Corolla Cross chỉ chênh so với Tucson 13 triệu. Vậy theo các bác, nên chọn chiếc xe nào?